Trước tiên các bạn đăng nhập vào tài khoản Ascend. Các bạn sẽ thấy ở đây các bạn đăng nhập tài khoản Ascend của mình. Tại đây các bạn sẽ thấy giao diện hoạt động Ascend xuất hiện. Tiếp theo các bạn click chọn phần quảng cáo của tôi. Các bạn click tiếp tạo đơn vị quảng cáo. Tiếp theo các bạn nhập tên, ví dụ banner top hoặc banner bottom, vân vân, miễn là sao để bạn dễ phân biệt. Tiếp theo các bạn chọn kích thước hiển thị của quảng cáo. Thông thường có các loại quảng cáo mang lại hiệu suất cao nhất là 728x90, dành để gắn trên top hoặc footer, tức là phía dưới, tức là phía trên đầu hoặc phía dưới. Định dạng 300x250 thường dành cho trái hoặc phải, hoặc dưới nội dung bài viết. 300x600 dành cho khung bên phải, tùy vào vị trí đặt mà các bạn chọn kích thước phù hợp. Tiếp theo các bạn chọn loại quảng cáo. Phần loại quảng cáo các bạn chọn quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh. Tiếp theo các bạn nhấn vào lưu và lấy mã. Các bạn chọn loại mã không đồng bộ để có thể dễ dàng gắn vào bất cứ vị trí nào mà mình muốn. Sau đó các bạn copy đoạn mã quảng cáo. Sau đó chúng ta sẽ dán vào vị trí cần hiển thị trên blog để gắn vào vị trí ở phía góc bên phải. Trước tiên các bạn đăng nhập blog. Sau đó các bạn vào phần bố cục. Các bạn chọn phần thêm tiện ích. Tiếp theo các bạn chọn HTML thuộc JavaScript. Các bạn dán đoạn mã vừa tạo bên Ascend vào, sau đó chọn lưu. Các bạn lưu sắp xếp và xem lại blog. Hoặc nếu các bạn gắn trực tiếp từ blog có liên kết với tài khoản Ascend thì các bạn vào phần doanh thu, sau đó chọn Ascend và các bạn click chọn vào hiển thị quảng cáo trên blog thành có. Và để gắn Ascend vào các vị trí phía dưới bài viết, các bạn cần phải am hiểu các đoạn mã code ở trong Blogspot và biết rõ vị trí mình cần đặt. Sau đó chỉ việc thay mã ca-pub-xxx. Ở đây xx là số ID tài khoản Ascend của bạn, và data-add-slot bằng xxx ở dòng mã data-add-slot là mã ID ứng với quảng cáo mà bạn tạo ra. Hai đoạn mã tôi vừa đọc các bạn thay vào đoạn mã có ở phần bên dưới của hướng dẫn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.